chúng tôi qua cà phê sáng. Good morning, Xuân Bình. Good morning anh Đoàn Trọng và good morning quý vị khán giả của đài truyền hình Lý Đô Sài Gòn TV đang theo dõi chương trình Cà Phê Sáng. Và như thường lệ thì Xuân Quỳnh xin bắt đầu chương trình Cà Phê Sáng bằng vài thông tin về dự báo thời tiết. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay thời tiết là vào khoảng 53 độ F, nhiệt độ cao nhất lên khoảng 84 độ. Trong suốt tuần này thì trời nắng ấm, chỉ có là vào khoảng thứ 6 thì trời có khả năng mưa. Như quý vị khán giả thấy là thời tiết của miền Nam California đang rất là đẹp. Tuy nhiên anh Đoàn Trọng biết không là ở tại Houston, Texas đang diễn ra những cái trận mưa lớn và những cái hạt mưa nó lên nó to giống như là những cái quả bóng chày vậy đó thưa anh Đoàn Trọng. Nhưng mà cũng rất là vui là vào ngày hôm nay thì trời thời tiết tại Texas đã trở nắng ấm trở lại. Thế mà tất cả những hơn hàng trăm ngàn gia đình hiện nay đang còn ở trong cái tình trạng bị cúp điện hay không ạ? Dạ thưa đó, anh Đoàn Trọng là đã không còn nữa. Vâng, kính thưa quý vị, như quý vị biết thành phố Houston là một trong những thành phố rất lớn và hiện nay là một trong những thành phố đứng thứ 5 lớn ở trên toàn Hoa Kỳ. Số lượng người Việt chúng ta cư trú càng ngày càng gia tăng ở thành phố Houston. Và ngày hôm qua thì có thể nói một trên 158.000 gia đình bị mất điện vì qua những cái cơn mưa mà Xuân Kinh vừa gửi đến quý vị tất cả những tin tức qua khí hậu và thời tiết. Hôm nay thì một vài sự kiện lớn quan trọng trong tuần lễ này mà chúng tôi muốn quý vị theo dõi cùng với chúng tôi. Trước tiên, tất cả những bạn trẻ, những trẻ bạn sinh viên sẽ theo dõi tối nay một trong những cuộc tranh chức vô địch gọi là Final Four của tất cả các đội bóng rổ của các trường đại học ở trên toàn thế giới. Và kính thưa quý vị, ở ngay tại sân vận động ở Minnesota thì kính thưa quý vị, trận đấu chung kết giữa hai đội bóng Texas Tech và Virginia là một trong những hai đội bóng đã làm nên những cái kinh ngạc nhất trong giải vô địch toàn quốc về bóng rổ năm 2018. Đó là một trong những sự kiện quan trọng. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải đến tất cả những sự kiện liên quan đến Israel. Và có thể nói Do Thái đang phải đối mặt với một cuộc bầu cử quan trọng và người Israel sẽ tham gia vào các cuộc thăm dò vào thứ ba. Và trong một cái chiến dịch khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị lâu dài của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và người đương nhiệm phải đối phó với tất cả các cuộc điều tra tham nhũng chưa hề mà có thể nói là cáo buộc ông trước đây. Bên cạnh đó thì Benny Grant, một trong những vị cựu chỉ huy quân sự của Israel, đang đối mặt là một trong những có thể nói là một cái gai khó nuốt của ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Và chắc là kết quả chắc chắn sẽ vang dội ở nước ngoài. Và kể từ khi Netanyahu chia sẻ một tình bạn có thể nói rằng tâm đầu ý hiệp đó là Tổng thống Donald Trump, chúng ta chờ xem cuộc bầu cử của Tổng thống Donald Trump như thế nào. Trong lúc đó thì Xuân Quỳnh cũng theo dõi thì cũng thấy rằng ông Bộ trưởng William Barr, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ có một cái cuộc gọi là tranh cãi với Ủy ban Ngoại giao của Thượng Hạ Viện về tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề hồ sơ báo cáo của ông Mueller, thưa Xuân Quỳnh. Đó là một trong những sự kiện mà người ta nói cũng rất nhiều nhất và có thể nói rằng ông Bộ trưởng William Barr sẽ ra tranh cãi về báo cáo của ông Mueller vào tình kích từ cái sự báo cáo của ông Mueller dài 400 trang và ông William Barr chỉ đưa cho Tổng thống biết tất cả tóm lược chỉ có 404 trang mà thôi. Lại nhiên chúng ta sẽ dự kiến ông William Barr sẽ ra được điều trần trước Ủy ban Thẩm định của Hạ viện để trả lời tất cả các câu hỏi về yêu sách về ngân sách cho Bộ Tư pháp năm tới. Tuy nhiên điều ông William Barr sẽ làm như vậy dưới sự xem xét kỹ lưỡng từ các nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ và những người muốn anh ta làm chứng và rõ rõ rằng tất cả những sự kiện liên quan đến với một trong những cái bản tin và một cái sự kiện mà Homeland Security và Bộ Tư pháp đã có thể nói rằng là đã dồn tất cả các nỗ lực qua công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Vậy chúng ta chờ xem ngày thứ ba này sẽ có những sự kiện gì đáng quan tâm đến ở tại Hạ viện. Bây giờ thì chúng ta trở lại một trong những sự kiện quan trọng mà quý vị cùng với Xuân Kinh theo dõi tác nhận những có diễn biến về bà Bộ trưởng Bộ An ninh Nội chính đã từ chức. Thưa quý vị, thì vừa qua bà Bộ trưởng An ninh Nội địa đã từ chức vào hôm Chủ nhật khi mà Tổng thống đã tiếp tục bốc hối về vượt biên bất hợp pháp. Lần đầu tiên đưa tin về sự ra đi sắp xảy ra của Nelson, ông Trump đã xác nhận trong một tweet sau 5 giờ chiều gặp gỡ tại Nelson tại Nhà Trắng. Ủy viên bảo vệ biên giới và hải quan ông Calvin McLeanard sẽ đảm bộ vai trò mới trong vị trí thay thế của bà.
Kính thưa quý vị, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristen Nielsen đã sẽ rời khỏi vị trí của bà ấy, và tôi muốn cảm ơn cô ấy đã vì chúng tôi phục vụ cho quốc gia của chúng ta. Kính thưa quý vị, đó là lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump vào chiều hôm qua, khi bà Nielsen đã chính thức rời khỏi chức vụ Bộ trưởng Bộ An ninh Nội chính, một trong những chức vụ mà bốn người phụ nữ Hoa Kỳ đã đảm nhiệm ở chức vụ Bộ trưởng trong nội các của Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã tuyên bố, tôi vui mừng thông báo rằng Kevin Ann McAllen, Ủy viên Bảo vệ Biên giới và Hải quan Hoa Kỳ sẽ tạm thời thay thế chức vụ Bộ trưởng Bộ An ninh Nội chính. Và sự ra đi của Nielsen xuất hiện khi Tổng thống Trump tìm đến một cái biện pháp tiếp cận cứng rắn hơn về vấn đề nhập cư. Bà Nielsen đã tuyên bố vào ngày Chủ nhật rằng cô ấy đã đồng ý ở lại với tư cách là thư ký cho đến ngày thứ Tư. Kính thưa quý vị, bà sẽ đảm nhiệm chức vụ Bộ An ninh Nội chính cho đến ngày thứ Tư, đó là ngày 10 tháng 4, để hỗ trợ cho việc chuyển đổi có trật tự và bảo đảm rằng các nhiệm vụ quan trọng của Bộ An ninh Nội chính của Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng. Sự ra đi của bà là một trong những cái cuộc gọi là đại tu lớn IBM, tự nhiên là hàng rào điện toán, được thiết kế và chỉ đạo bởi cố vấn hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, đó là Stephen Miller. Theo một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ thì không rõ liệu Nielsen có quyết định ra đi tự nguyện hay là bị ép buộc, có những áp lực bắt buộc cô phải từ chức. Nhưng nhiệm kỳ của Nielsen kể từ khi cô được xác nhận vào tháng 12 năm 2017 đã có lúc trở nên cứng rắn hơn, với việc Tổng thống nhận được một sự thất vọng, có thể nói rằng, và sự trả lời rõ ràng của bà ta về vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Các câu hỏi về việc liệu bà ấy có thể rời đi một cách quay cuồng trong nhiều tháng vừa qua khi đã có những cái sự lúng túng giữa đôi hai bên đã xảy ra. Nhưng bà Nielsen đã ở bên cạnh Tổng thống vào tối thứ Sáu ở tại Salexico, một trong những biên giới ở phía nam Mexico của tiểu bang California. Và bà đã nói, chiều nay tôi đã gửi đơn từ chức đến Tổng thống và cảm ơn Tổng thống vì cơ hội đã được phục vụ trong chính quyền của Tổng thống. Thật vinh dự cả đời được phục vụ với những người đàn ông và những người phụ nữ dũng cảm trong Bộ An ninh Nội chính. Nielsen viết trong lá thư từ chức của bà, và cô ấy đã tweet vào tối Chủ nhật, tôi không thể tự hào hơn và khiêm tốn hơn bởi dịch vụ, sự cống hiến và cam kết của họ để giữ cho đất nước của chúng ta an toàn trước mọi mối đe dọa và nguy hiểm từ phía ngoài. Thế như vậy chúng ta theo dõi thì bà Nielsen là ai? Thưa quý vị, vậy bà Nielsen là ai? Bà Nielsen lần đầu tiên gia nhập chính quyền của Tổng thống Trump vào tháng 1 năm 2017 với tư cách là trợ lý của cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa ông John Kelly. Bà cũng trở thành phó của ông Kelly khi mà ông chuyển sang làm chánh văn phòng Nhà Trắng, nhưng trở lại để lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa vào cuối năm đó. Bà Nielsen bảo vệ các chính sách biên giới như là giữ trẻ em trong khu vực được rào dãy kem gai trước sự lên án mạnh mẽ và chất vấn dữ dội của đảng Dân Chủ trong Quốc hội. Vào tháng 6 năm 2018, với những người biểu tình đã la ó tên bà Nielsen khi bà đi ăn tại một nhà hàng Mexico ở Washington DC. Nhưng bà đã phớt lờ cuộc biểu tình và viết trên trang Twitter của mình rằng làm việc không mệt mỏi để sửa chữa hệ thống nhập cư yếu kém. Kính thưa quý vị, bà Nielsen rời khỏi chức Bộ trưởng Bộ An ninh của Hoa Kỳ, người đã thực hiện chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Donald Trump. Sở dĩ bà phải rời khỏi vị trí trong lúc có những căng thẳng với một số người ở trong tòa Bạch Ốc và nghĩ rằng bà chưa làm đủ để ngăn chặn tình trạng hàng ngàn người tràn qua biên giới Mỹ và Mexico. Trong thư từ chức thì như chúng tôi đã gửi đến quý vị, bà Nielsen đã viết, mặc dù có nhiều tiến bộ trong việc cải tổ tình hình an ninh và trong kỷ nguyên mới, tôi quyết định đây là thời điểm tốt để tôi từ chức. Bà Nielsen viết tiếp, tôi hy vọng bộ trưởng kế tiếp sẽ có sự ủng hộ của Quốc hội và tòa án để sửa đổi luật đang cản trở khả năng của chúng ta trong việc bảo vệ toàn vẹn biên giới Hoa Kỳ, một điều gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt cho đất nước. Tin này cũng được Tổng thống Donald Trump đưa ra trên notice của ông vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 4. Bộ trưởng Nội an Nielsen sẽ rời khỏi vị trí của bà và tôi muốn cảm ơn thời gian phục vụ của bà. Ông Trump đã tweet như vậy. Và ông cũng nói rằng ông Kevin McAllen, giám đốc cơ quan thuế quan và bảo vệ biên giới, sẽ tạm thời thay thế bà Nielsen trong chức vụ quyền bộ trưởng. Đây là một trong những sự việc rất là quan trọng, thưa Xuân Quỳnh. Vì có thể nói rằng tất cả vấn đề an ninh ở trong Hoa Kỳ đều được có thể nói kiểm duyệt và điều hành bởi Bộ An ninh Nội chính. Tất cả các phi trường, tất cả những cái nơi di chuyển và đặc biệt là vấn đề khủng bố là một trong những cái
gọi là cái quan và một cái trọng điểm hàng đầu của Bộ An ninh Nội chính. Và nếu bà Nielsen mới thay và để vào một cái chức gọi là đảm chức vụ này giao cho một người chỉ làm cái công việc bảo vệ quan thuế và hàng thuế quan, thì có thể liệu có đầy đủ để chúng ta tạo một cái niềm tin với tân bộ trưởng mới hay là không. Trong lúc đó thì tất cả những cái cuộc thăm viếng tất cả các dọc biên giới ở Mexico và Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump hình như không hài lòng mấy về tất cả những sự kiện mà Bộ An ninh Nội chính hiện nay đang áp đặt trên biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ, thưa Xuân Quỳnh. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì quý vị cho phép chúng tôi trở lại một trong những sự kiện quan trọng của cộng đồng người Việt. Kính thưa quý vị, đó là vào tối thứ Sáu, lúc 9:16, một trong những người rất quen thuộc với cộng đồng, kính thưa quý vị, đó là phi công Lý Thống đã vĩnh viễn từ giã chúng ta ở tại thành phố San Diego. Trải qua một kinh tế Venezuela vẫn tiếp diễn thì hệ thống cơ sở hạ tầng ở nước này cũng suy sụp. Thủ đô Caracas của Venezuela đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nước trầm trọng. Vì không có điện, các trạm bơm không thể đưa nước đến thủ đô như bình thường và người dân ở đây đã gặp cảnh hoàn cảnh thiếu nước nhiều tuần qua. Họ đã phải hứng nước từ bất cứ nơi nào để có thể để mà sử dụng. Tuy nhiên, trước những lo ngại về an toàn nguồn nước cũng đã tăng lên dần. Thomas James Torres, một chuyên gia về bệnh nhiệt đới đã nói với tờ BBC, chúng tôi không có thông tin gì về nguồn nước nên chúng tôi không biết nó có chứa chất ô nhiễm hay không. Người dân thì nói rằng họ có nghi ngờ có thể bị nhiễm khuẩn như là khuẩn Salmonella, vi khuẩn Shigella hoặc là virus viêm gan A. Trong khi đó thì một tiệm rửa xe có bể chứa nước lớn đã mở nước cho hàng ngàn người đến đây để sử dụng. Kính thưa quý vị, là một trong những sự kiện mà người ta nói tất cả những sự hỗn loạn tiếp tục diễn ra ở tại Venezuela và trong cái sự đối đầu chính trị giữa đương kim tổng thống và một trong những vị là gọi là tổng thống lâm thời đã đưa tình trạng quốc gia này đi từ những cái gọi là khó khăn này đến khó khăn khác. Và một trong những sự kiện quan trọng đó là vấn đề điện và nước. Hai sự kiện này đã là một trong những mối đe dọa cho những người dân Caracas. Và hàng ngày thì người ta thấy người dân cứ ra đường biểu tình rầm rộ. Có thể nói sự kiện Venezuela là một trong những sự kiện quan trọng hàng đầu mà Tổng thống Donald Trump hiện nay cũng đang quan tâm đến. Bây giờ thì chắc là quý vị cùng với chúng tôi trở lại một trong những sự kiện mà trong những ngày tháng vừa qua chúng ta cũng đề cập đến rất nhiều. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề hãng Boeing sau tất cả những sự kiện liên quan đến hai tai nạn của chiếc máy bay 737 MAX 8 ở tại Jakarta cũng giống như tại Ethiopia. Kính thưa quý vị, tất cả những cổ phiếu của Boeing đã giảm trong tất cả những giao dịch trên thị trường chứng khoán trong những thời gian vừa qua. Hôm thứ Sáu thì họ đã giảm mạnh vì vấn đề có thể nói ngưng sản xuất máy bay Boeing 737 MAX 8. Đây là một cái đòn giáng mạnh xuống gã khổng lồ Boeing và sau vụ tai nạn máy bay 302 của hàng không Ethiopia. Tất cả các chứng khoán nói rằng các vấn đề với máy bay còn tồi tệ hơn dự kiến trước đây. Cổ phiếu giảm 4% trong tất cả các giao dịch trên thị trường chứng khoán vào hôm thứ Hai. Và tất cả các nhà phân tích đã đưa ra một mục tiêu cổ phiếu của họ sẽ xuống từ $420. Trong lúc đó thì đã có lúc đã lên tới $480. Họ đã biết rằng các động tác và các vụ tai nạn có thể làm xói mòn danh tiếng của công ty Boeing và sức mạnh định giá của nó qua 737 MAX 8. Và kính thưa quý vị, vào hôm thứ Sáu thì giám đốc điều hành của Boeing đó là ông Dennis Muilenburg đã thừa nhận rằng hai vụ tai nạn nghiêm trọng, một liên quan đến chuyến bay của hàng hàng không Ethiopia và một liên quan đến máy bay của Lion Air Indonesia vào mùa thu năm ngoái, đều liên quan đến một trong những cái kích hoạt sai lầm, kính thưa quý vị, mà chúng ta hay gọi là MCAS, của tính năng động và điều động của máy bay và hệ thống MCAS làm cho máy bay bị đình trệ. Bắt đầu từ giữa tháng 4, Boeing sẽ cắt giảm việc sản xuất 737 MAX từ 52 máy bay mỗi tháng xuống chỉ còn 42 máy bay 737. Và máy bay phổ biến nhất thế giới, đây là một trong những loại máy bay phổ biến nhất thế giới, vẫn có mặt trên khắp thế giới với cả hai sự cố dưới sự giám sát của các nhà quản lý và chuyên viên an toàn. Chúng tôi có trách nhiệm loại bỏ rủi ro và chúng tôi biết cách làm điều đó. Đó là lời tuyên bố của Muilenburg nói trong tuyên bố. Là một phần của nỗ lực này, chúng tôi đang tiến bộ trên bản cập nhật phần mềm 737 sẽ ngăn chặn các tai nạn như thế này. Thế thì Ethiopia cho biết như thế nào, thưa Xuân Kịch? Thưa quý vị, Ethiopia đã cho biết phi hành đoàn của máy bay phản lực đã cam chịu theo sự hướng dẫn của Boeing. Boeing cũng cho biết họ sẽ thành lập một ủy ban để xem xét các chính sách và quy trình của công ty để thiết kế của máy bay. Đô đốc Imon
Glamban Steen, cựu phó chủ tịch của tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ sẽ làm chủ tịch hội đồng. Các thành viên khác bao gồm ông Robert Broadway là CEO của công ty dược phẩm sinh học Amgen, cũng như là Lingold là CEO của Duke Energy và Edward Liddy, cựu CEO của công ty bảo hiểm Allstate, tất cả đã ngồi lại với nhau vào ban giám đốc của Boeing. Trước khi xảy ra vụ tai nạn hàng không ở Ethiopia đã khiến cho 157 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, Boeing đã lên kế hoạch trong năm nay để tăng tổng số lượng sản xuất 737 lên 57 chiếc mỗi tháng. Khách hàng đã đặt hơn 5.000 mẫu 737 MAX để giao cho hãng hàng không trong những năm tới. Một báo cáo sơ bộ được công bố vào hôm thứ Năm cho thấy trong vòng 44 giây sau khi chuyến bay của hàng không Ethiopia cất cánh, một cảm biến đã bị trục trặc và kích hoạt MCAS 2 phút sau chuyến bay. 20 giây sau đó nó lại tắt, ném máy bay vào một mũi mà có thể nói là mũi lật tao dốc, nghĩa là mũi tụt xuống. Và các phi công đã làm theo quy trình của Boeing chỉ định nhưng không thể lấy lại được quyền soát của máy bay và đã gây ra một cái tai nạn. Kính thưa quý vị, đó là chuyện dài của em Cass đối với 737 MAX 8 và chúng ta đã nói trong nhiều tháng qua. Đến bây giờ thì chắc lẽ Xuân Vinh còn nhớ một trong những cái sự kiện đã diễn ra ở tại Florida, ở tại Mar-a-Lago là nơi mà Tổng thống Donald Trump cuối tuần hay về nghỉ mát phải không? Dạ đúng. Người vậy. Ta nói đến một người phụ nữ Trung Quốc, thế cái vai trò của người phụ nữ Trung Quốc đó là như thế nào nè? Thưa quý vị, một người phụ nữ đến từ Trung Quốc đã bị buộc tội là xâm phạm trái phép vào khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump và sẽ ra tòa vào thứ Hai. Thì đây là cái người phụ nữ mà được cho là cô có mang hai hộ chiếu Trung Quốc, 4 điện thoại di động và một ổ ngón tay cái chứa đầy phần mềm độc hại. Mục đích của phiên điều tra hôm thứ Hai là để xác định xem cô ta có nên được đóng tiền thế chân tại ngoại hay không. Không, kính thưa quý vị, tôi không quan tâm chút nào. Kính thưa quý vị, đó là lời tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đã nói về tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề bà Giang đột nhập vào Mar-a-Lago, một trong những cái nơi nghỉ mát cuối tuần của Tổng thống Donald Trump. Cuối tuần trước, Giang tuyên bố, lẽ nhiên bà ta không nói tiếng Anh một cách được rõ ràng, có tính cách hạn chế, dường như đã vượt qua hai trạm kiểm soát của Sở Mật vụ và cuối cùng cô đã được một nhân viên tiếp tân tại tòa nhà chính phủ tại khu nghỉ mát nhận ra. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một tình huống và tôi nghĩ rằng người ngồi ở quầy lễ tân đã làm việc rất tốt. Đó là lời nhận định của Tổng thống Donald Trump. Bà Giang đã nói với một thẩm phán tuần trước rằng cô ấy ở Hoa Kỳ để kinh doanh. Cô tự nhận là một nhà tư vấn đầu tư, lái một chiếc xe BMW và sở hữu một ngôi nhà ở Trung Quốc trị giá 1.3 triệu đô la. Nếu bạn ở đó vì lý do kinh doanh hợp pháp, có vẻ kỳ lạ là bạn sẽ có phần mềm độc hại ở trên đầu ngón tay của mình, phải không? Cựu nhân viên CIA Lisa Rurin đã hỏi như vậy và cô ấy nói lời giải thích của Giang về việc có mặt ở Mar-a-Lago. Điều này trông rất giống như một hoạt động tình báo gián điệp của Trung Quốc. Rus đã nói như vậy. Tổng thống đang ở sân golf gần. Trong lúc gần đó thì bà Giang bị bắt. Theo các công tố viên liên bang, bà Giang tuyên bố cô đang gặp một người bạn tên là Charles tại Mar-a-Lago do một sự kiện là Hiệp hội Người Mỹ gốc Hoa của Liên Hiệp Quốc tổ chức. Nhóm đó được thành lập bởi một người đàn ông tên là Charlie. Và theo tờ Miami Heat thì đã viết Lee và một người phụ nữ khác Cindy Yang thường quảng bá các sự kiện tại Mar-a-Lago như là một cách để giới thiệu giới thượng lưu của Trung Quốc tiếp cận với Tổng thống. Giang cũng cho biết cô là chủ sở hữu của một chuỗi các tiệm massage mà các công tố viên hiện đang cáo buộc là nhà thổ. Một trong những khách hàng có mục đích tại cửa hiệu mà của cô đã từng sở hữu trước đây đó là chủ của đội bóng chạy ở của đội bóng New England Patriots. Chắc quý vị một biết rằng đội New England Patriots là một trong những đội bóng đã đoạt chức vô địch năm vừa qua. Và Rus cũng cho biết khu nghỉ mát độc quyền đã thu phí khởi đầu là 200.000 đô la và một lỗ hổng cho các dịch vụ tình báo nước ngoài. Nghĩa là những người nào mà đi vào trong đó để có cái điều kiện tiếp xúc với Mar-a-Lago là phải đóng một cái số tiền lên tới 200.000 đô la. Chắc chắn Tổng thống Donald Trump là mục tiêu lớn nhất nhưng có rất nhiều người khác lại cho rằng Mar-a-Lago là có quyền truy cập hoặc thông tin hoặc không thông tin tất cả những gì liên quan đến tình báo. Ông Russell nói, bạn có những nhân viên thời vụ chắc chắn không bị xóa như nhân viên của Nhà Trắng đã làm.
Hãy tuyển dụng bất kỳ ai trong số họ và bạn đã có rất nhiều thông tin. Đây cũng là một trong những sự việc mà người ta bắt đầu đặt câu hỏi là vì giới chức gọi là tư vấn của Trung Quốc càng ngày càng có mặt ở tại Florida rất nhiều, và qua đó thì họ đã có những cơ hội để gần đến tiếp xúc một trong những cái nơi mà Tổng thống Donald Trump thường xuyên đến nghỉ mát cuối tuần, đó là Mar-a-Lago. Và đến bây giờ thì người ta đặt, thế như Xuân Kinh vừa nói, cái ngón tay mà đặt phần mềm có để trát tất cả những phần mềm vào tất cả những máy tính theo mục đích đó để làm gì, mà trong lúc bà lại đem theo 4 cái điện thoại. Đây là một trong những sự kiện và hai hộ chiếu và hai hộ chiếu nữa. Nhưng mà hôm có lẽ vào ngày thứ tư tới đây thì bà sẽ ra tòa để nhận có thử được cái quyền tại ngoại, thế chân để tại ngoại hay là không. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện mà sáng nay Cà Phê Sáng chúng tôi gửi đến quý vị, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Thì cứ đến vào mỗi tháng tư chúng ta lại bắt đầu xôn xao và nhộn nhịp lên về vấn đề đóng thuế và nhận tiền thuế trở lại. Xuân Quỳnh năm nay đã chuẩn bị hồ sơ thuế của mình chưa? Dạ đã chuẩn bị rồi, thưa anh Đoàn Trọng, còn anh thì sao? Năm nào thì tôi, cái lợi income của tôi nó cũng không được nhiều, thành ra cái hồ sơ thuế của tôi thì cứ chỉ đến là cuối tháng, đầu tháng 1 là đã làm xong rồi. Tuy nhiên người ta theo dõi tất cả những cái sự kiện về thuế năm nay thì hình như cái số thuế tiền mà chính phủ hoàn trả lại cho những người đóng thuế nó ít đến tới 6 tỷ đô la. Vâng, đúng vậy thưa anh. Thì tiền thuế năm nay cho thấy là cái số tiền nó đã giảm đi 6 tỷ đô la so với năm 2018. Tiền hoàn thuế cá nhân năm nay chỉ nhỏ hơn một chút so với năm ngoái, nhưng những thiếu sót đó thì đang tăng lên. Vào cuối tháng trước, số tiền mà chính phủ đã hoàn trả là 6 tỷ đô la. Dưới thời điểm này, năm ngoái, theo như số liệu của IRS, tính đến ngày 29 tháng 3 thì kho bạc đã phát hành ra 71.8 triệu tiền hoàn trả. Lần này, cũng trong cái thời điểm này thì năm ngoái đã phát hành hơn 73 triệu đô la. Vì vậy, trong khi mà số tiền hoàn trả lại trung bình ở mức là 2.8 đô la, chỉ thấp hơn 20 đô la so với năm ngoái, khoảng 1.6 triệu người ít được nhận tiền hoàn lại, IRS cho biết. Lẽ nhiên năm nay thì giới trung lưu cũng có thể nói một vài người họ đóng thuế cao hơn năm ngoái một vài ba trăm thôi. Tuy nhiên cái số tiền thuế mà hoàn lại thì nó không được như năm ngoái. Đây cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy rằng có thể nói có sự chênh lệch giữa cái vấn đề đóng thuế năm nay và đóng thuế vào năm ngoái. Tuy nhiên tất cả những cái chính sách nghĩa là gọi là muốn Đảng Cộng Hòa cũng giống như chính Tổng thống Donald Trump, một trong những cái niềm kiêu hãnh tự hào của ông là ông đã cố không có cho gia tăng thuế. Nhưng cái nguồn không gia tăng thuế không đến với tất cả những cá nhân mà lại đến với tất cả những gọi là công ty kinh doanh. Điều đó có một cái lợi ích là để làm sao cho tất cả các hãng được kêu gọi và mở cửa ra để tạo cái công ăn việc làm nhiều cho người dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên cá nhân thì cái income mình cao, nếu như mình nhận được thêm thì tất cả cái tiền đóng thuế phải nhiều hơn, và ngược lại thì cái tiền hoàn trả lại cũng là một trong những sự kiện người ta bắt đầu câu hỏi. Vì tháng 4 này là có thể nói là 15 tháng 4 thì hạn chót chúng ta đóng thuế, nhưng mà tất cả những cái tiền thuế trả lại thì năm nay ít hơn là năm ngoái. Đó là một trong những sự kiện mà người ta cũng nói nhiều nhất trong cái thời điểm mà người ta đang quan tâm đến vấn đề thuế. Thế cái tiền thuế về thì người ta sử dụng như thế nào này? Phần lớn thì người ta đi mua tất cả những cái đồ an ninh, một đề là sắm trong cái nội thất của người ta, đi có những cái chuyến đi chơi với những người nào mà có một cái gọi là cái lợi ích, có một cái gia tăng cái số tiền được nhận từ IRS. Nhưng phần lớn thì năm nay cũng họ cũng hơi mệt vì họ cũng phải trả nợ cái số tiền mà đóng thuế rất nhiều. Dạ đúng vậy thưa anh. Đến bây giờ thì chúng ta nói đến một trong những sự kiện mà tất cả mọi người ở trên thế giới này để hình như họ có một cái giấc mơ muốn đến sống tại Hoa Kỳ, phải không? Có lẽ là như vậy, khi mà theo một cái cuộc khảo sát ở GoUp cho biết là 20% dân Nga đã muốn di cư sang đất nước khác sinh sống, và con số này trong giới trẻ là 44%. Số liệu và từ Viện Điều tra Xã hội của Hoa Kỳ đã nêu ra được từ tờ Moscow Times trích đăng cho hay từ 17-20% người Nga đang muốn di cư sang nơi khác. Đây là cũng con số tăng gấp 3 lần so với 5 năm trước. Kính thưa quý vị, bây giờ thì người ta muốn đến Hoa Kỳ nhiều hơn gấp 3 lần so với 5 năm trước đây. Cũng theo như tờ Moscow Times, thì vào ngày 4 tháng 4 thì họ đã đưa ra một cái cuộc điều tra và dư luận của Nga làm ghi nhận cái xu hướng tương tự như vậy. Năm cách di cư chính của người dân Việt ngày hôm nay thì người ta thấy rằng là cái khảo sát của Trung tâm Nevada vào năm 2018 thì cho thấy người Nga sẵn sàng đi di cư nước ngoài, phải không? Người dạ, đúng Nga rồi. Lúc nào họ cũng muốn đi ra nước ngoài mà thôi.
Và một số người trẻ ở Nga thì muốn di cư là như Xuân Quỳnh đã nói, tới 44%, đó là theo thống kê của Viện Gallup. Và tại sao họ lại muốn đến Hoa Kỳ như vậy? Thưa quý vị khán giả, cái số người di cư mà là 44% theo như điều tra của Gallup thì có thể nói là họ đang muốn tìm kiếm một cái sự ổn định ở một cái đất nước khác. Thì ngoài ra cũng cho thấy rằng ở gần đây thì khi mà cái nhà lãnh đạo của ông tổng thống mới đó là ông Putin thì không có cái gì thay đổi về cái cuộc sống của người dân nước Nga. Kính thưa quý vị, lẽ dĩ nhiên tất cả những giới trẻ Nga muốn qua đến định cư tại Hoa Kỳ, việc trước tiên người ta thấy xứ sở Hoa Kỳ là một trong những xứ sở đặc biệt nhất quan tâm đến vấn đề giáo dục. Nhưng quý vị thấy tất cả các người Nga họ muốn phát triển về nền giáo dục của họ, họ muốn nó có một cái mệnh bằng mà có thể nói được tôn trọng ở tại Nga là điều trước tiên phải đến Hoa Kỳ đi học. Quý vị thấy là rất nhiều trường đại học ở tại Hoa Kỳ đã được càng ngày càng gia tăng và chi phí cho vấn đề đi học ở tại Hoa Kỳ lẽ dĩ nhiên rất tốn kém. Và khó để có thể nói tất cả những sinh viên ngoại quốc đạt được một cái thành tựu gọi là cao như tất cả các sinh viên của tại Hoa Kỳ, vì vấn đề ngôn ngữ là một trong những vấn đề chính. Tất cả các sinh viên nước ngoài đến đây thì họ phải học và cái gọi là khi tất cả những cái họ trải qua những cái kỳ thư về làm sao để sử dụng tiếng Anh một cách thông thạo, phải không? Vâng. Và đây là một trong những sự kiện cho thấy rằng không riêng gì ở tất cả những người Mỹ mà chúng ta hay nói cũng muốn đến Hoa Kỳ để sinh sống, ngay cả những quốc gia cộng sản như là Nga ngày hôm nay cũng muốn đến để có một cái đời sống mới tại Hoa Kỳ. Đến bây giờ thì tất cả mọi thế thì người Việt chúng ta làm sao, có muốn đến Hoa Kỳ sống hay là không? Xuân Quỳnh nghĩ là cũng rất là nhiều người Việt Nam muốn đến Hoa Kỳ, cũng muốn đến phải không? Tôi thấy phần lớn thì bây giờ rất nhiều người Việt Nam họ về họ kết hôn với những người phụ nữ tại Việt Nam, cũng giống như tất cả các gia đình giàu có một chút xíu thì có tiền cho con đi học bên này cũng rất là nhiều. So với những năm về trước thì bây giờ có thể nói số lượng những người Việt đến định cư và ở lại tại Hoa Kỳ qua cái sự việc mà đi học rồi ở lại đây lập gia đình hoặc có công ăn việc làm càng ngày càng gia tăng rất nhiều, thưa Xuân Kịch. Vâng. Vâng, thưa quý vị, và cũng theo như thông tin đưa ra thì ở nước Nga sẽ giảm đi 10 triệu dân vào năm 2050, đưa con số này từ 146 triệu dân hiện nay xuống còn 137. Vâng, kính thưa quý vị, nước Nga thì chắc là quý vị biết trong những tháng gần đây chúng ta nói đến cái nền kinh tế có thể nói tương đối ổn định tại Nga khi cái giá dầu hỏa càng ngày càng gia tăng và nước Nga là một trong những nước sản xuất dầu hỏa rất nhiều. Bên cạnh đó thì vấn đề khôi phục lại cái vị trí cường quốc quân sự của Nga càng ngày càng tỏ ra có nhiều dấu hiệu rõ ràng khi tất cả các dàn hỏa tiễn cũng tất cả những vấn đề vũ khí đã được Nga bán cho tất cả các quốc gia ở trong khu vực và tất cả những quốc gia gọi là láng giềng thân cận của Nga. Điều đó cho thấy rằng tất cả những người dân Nga đã có những ý tưởng tiến bộ hơn và họ muốn có một cái đời sống đi ra nước ngoài nhiều hơn là sống ở tại Nga. Đến bây giờ thì chúng ta trở lại Florida, một trong những cái sự việc mà làm cho người ta nói đến. Thế hồi nào giờ Xuân Kỳnh có khi nào có thấy được con trăn chưa? Trăn với rắn thì cũng thấy rất là nhiều. Rắn là nhiều quá, thấy trăn ở đâu mà lại nhiều. Con trăn là một cái con có thể nói rằng là nó lớn hơn, mà ngày xưa người ta nói rằng nó hay quấn cái cổ người, quấn cái ruột người ta và cái đuôi của nó châm vào cái lỗ rún của mình, nó hút để làm cho con mình, nó vật con người mình chết luôn. Và ngày hôm qua thì một trong những sự việc quan trọng ở tại miền Nam Florida, như quý vị thấy hình ảnh mà quý vị thấy trên màn hình, là họ bắt được cái con trăn lớn chưa từng thấy trong cái công viên của họ. Quý vị có thể tưởng tượng là con trăn nó dài 17 feet, nặng tới 140 pounds, tuy nhiên là hơn 5 gần 60 kg. Nặng bằng hơn một người đó. Hơn một người. Biết có con trăn này có bao nhiêu cái trứng không? 73 quả trứng đang phát triển. Wow, có 73 quả trứng. Và các nhà quản lý đã động đất với khu vực tất cả những động vật hoang dã đã cho rằng cái con trăn đực á, họ đã thả ra một cái con trăn đực để một cái máy vô tuyến theo cái con trăn đực để theo dõi những con trăn cái đang sinh sản khi chúng làm việc để loại bỏ những cái con rắn là hay đi đến để ăn, để làm giết mấy cái con trăn này. Thì tất cả những sự kiện này thì cho thắng rằng cái con trăn này gốc ở đâu? Ở tại Miến Điện phải không? Dạ, có lẽ là như vậy. Vâng, con trăn này là một cái những con trăn mà người ta đã khám phá và cái giống người ta lấy từ Miến Điện đem qua. Và người ta bắt đầu tìm thấy được vào ngày hôm qua khi tất cả những nhà sinh thái động vật hoang dã ở đây tìm thấy. Wow, có thể tưởng tượng một cái con trăn mà dài như vậy, dài tới 17 feet mà, nặng tới 140 pounds, trong đó có 73 cái trứng trong bụng nó.
quá, có thể tưởng tượng một con trăn như vậy thì unbelievable. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với cà phê sáng và trở lại phần cuối của chương trình. Thì kính thưa quý vị, một trong những sinh hoạt cộng đồng vào cuối tuần qua thì chúng ta cũng được thấy có một cái đám ta, có một cái tang lễ được diễn ra tại nhà quan An Lạc. Kính thưa quý vị, người kém may mắn đó là nghệ sĩ Hải Anh Vũ. Trong một cái chuyến trình diễn ở tại Hoa Kỳ, anh đã bị đột quỵ và ra đời, và ra đi. Thì kính thưa quý vị, tất cả các nghệ sĩ hài ngoại đã đóng góp và quý vị theo dõi một trong những cái chương trình mà chúng tôi ghi lại được tại nhà hàng An Lạc. Thưa quý vị, ca sĩ Leon Vũ là người mà đứng ra Leon Vũ là người đã đứng ra để tổ chức cái buổi lễ này. Quý vị theo dõi tất cả những cái sự kiện cùng với nghệ sĩ Hoài Tâm và vấn đề với ông Hoàng Kiệt. Lo chu toàn hết cái việc mà đưa chi phí, đưa linh cữu về tới Việt Nam. Những cái phần khác thì anh em ca nghệ sĩ ở hải ngoại cũng như là các fan hâm mộ cũng đóng góp một số tiền rất lớn. Tâm có một cái danh sách rất rõ ràng. Thì cái tiền đó sẽ phụ trả những ly ti ở đây cho cái chi phí, xong còn bao nhiêu thì Tâm sẽ gói ghém lại hết để gửi cùng về tới Việt Nam. Hôm qua thì phía bên chú Hoàng Kiều, Tâm được gọi cuộc nhận của chú Hoàng Kiều thì chú đọc được báo chí và cũng như là biết được là tâm tình, tâm nguyện của anh Vũ là anh mấy năm nay anh làm việc nhiều hơn một chút xíu nữa tại vì muốn xây lại cái căn nhà cho ba mẹ của mình ở được thoải mái hơn. Thì chú Hoàng Kiều có cái nhà ý muốn thực nguyện cái tâm nguyện đó của anh Vũ cho anh được vui vẻ. Thì anh có, chú có gọi và chú nói là chú muốn gửi 30.000 để giúp cho anh Vũ. Thì Tâm cũng đã gọi về Việt Nam và báo với gia đình. Thì gia đình cũng rất thầm, thay mặt gia đình nói lại lời cảm ơn chú Hoàng Kiều một lần nữa, cảm ơn chị Hà Phương và cảm ơn tất cả các anh em ca nghệ sĩ ở khắp mọi nơi, ca sĩ nghệ sĩ hải ngoại ở đâu, ở Việt Nam và tất cả các fan hâm mộ của anh Vũ rất rất nhiều. Thì chốt lại là sau 8 giờ tối ngày hôm nay, Hoài Tâm sẽ không nhận bất cứ một cái đóng góp gì nữa. Tâm nghĩ là cái số tiền nó đã đủ để do cái hậu sự rồi. Rồi sau khi về tới Việt Nam thì còn có chị Hồng Vân, có Việt Hương, có anh Minh Nhí và do hậu sự tiếp tục phụ với gia đình để đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thì đó là cái những gì Tâm muốn nói và cảm ơn. Thưa chị Thúy Viện, với là anh Hoài Tâm nhận cái số tiền của anh Hoàng Kiều. Vâng, bây giờ như vậy nè. Trước khi mà nhận cái số tiền này đó, anh nói anh Vũ đó, nó ngon lắm, hiểu chưa? Thưa quý vị, tỷ phú Hoàng Kiều đã đến viếng linh cữu của nghệ sĩ anh Vũ và sau đó đã trao tặng cái số tiền là 30.000 Mỹ Kim để anh cũng như là các nghệ sĩ hải ngoại khác có thể mang về nước và trao tận tay cho gia đình của nghệ sĩ anh Vũ. Ông Hoàng Kiều mong muốn số tiền này sẽ giúp gia đình nghệ sĩ anh Vũ sửa lại ngôi nhà như ước nguyện của các nghệ sĩ trước khi qua đời, một nghĩa cử cao quý mà nghệ sĩ chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của ông, ca sĩ Leon Vũ cho biết. Và ca sĩ Leon Vũ cũng như là nghệ sĩ Hoài Tâm là những người đã đứng ra mà tổ chức cái lễ an táng cho nghệ sĩ Hài Anh Vũ. Vâng, kính thưa quý vị, trong lúc đó thì chúng tôi cũng có cơ hội gặp ông Hoàng Kiều và ông Phát Bùi trong một cuộc gặp gỡ tại nhà quan An Lạc. Và chúng tôi được biết rằng ông Hoàng Kiều cũng có nhà ý rằng là muốn đứng lo về vấn đề tài chính và vấn đề mua đất để chôn cất cho ông anh hùng Lý Tống. Và quý vị theo dõi trong một trong những cái đoạn phim mà chúng tôi đã ghi nhận được vào hôm thứ bảy vừa qua. Chắc quý vị cũng biết rằng anh hùng Lý Tống là một trong những người có thể nói rất quen thuộc với cộng đồng người Việt chúng ta. Anh sinh vào năm 1945, là một trong những phi công của không lực Việt Nam. Và quý vị theo dõi về vấn đề bày tỏ của ông Hoàng Kiều qua đám tang của anh Lý Tống. Thay mặt cho gia đình của anh Vũ, thay mặt cho tất cả các anh em ca nghệ sĩ, cảm ơn rất nhiều quý vị báo chí, truyền thông, báo đài.